Hello 500 anh em YouTuber ha. Mình là Minh Đề Can đây. Thì anh em mà có theo dõi Minh á thì sẽ biết được cái con xe quay này Minh nhận dọn từ lúc mà nó cũ mục nát như ve chai. Minh nhận hồi trước Tết á. Thì sau khi dọn hơn 2 tháng thì cũng đã hoàn thiện. Hoàn thiện lúc cận Tết thì tình hình cận Tết đó các bạn. Chủ nhân của con xe này kẹt gì về tài chính á, cho nên là không có lợi lấy xe. Và sau đó thì đầu năm này thì bạn ấy cũng đã liên hệ lại với Minh và giao toàn quyền lại cho Minh luôn cái con xe này, cũng như là đưa giấy tờ cho Minh luôn các bạn. Bạn ấy bỏ xe. Đấy, này giấy tờ rồi đầy đủ hết rồi. Thì ok, mình quay chi tiết cho các bạn xem cái con xe này mình dọn những gì, cũng như là mình cũng có nhu cầu là thanh lý lại con này. Bạn nào có thể thấy hợp nhãn thì liên hệ ha. Biển số 63H8 á. Này cũng miền Tây mình đó. Ok. Thì trước tiên thì mình sẽ giới thiệu về cục máy trước. Cái con này là cục máy làm full, đồ được chính hãng, đồ xịn hết nha các bạn. Bao chạy tua, bao chạy xa luôn, ngon lành cành đào luôn. Đấy, cục máy là làm full từ đầu lòng nồi dên, bình xăng con thay luôn các bạn. Nói chung con này là full tất tần tật cục máy, ngon lành cành đào. Rồi, dàn chân thì nó lóc máy là sơn lại nè. Cái cục máy này thì như các bạn nhìn là biết rồi, cục máy Trung Quốc, nhưng mà làm là làm full, đồ bên trong là đồ xịn. Ốc ác là thay toàn bộ rồi, mới long lanh từng con. Gắt chân đùi gà các bạn thấy không, nhôm phay nè. Đấy, cao su gắt chân sau nè, cao su gắt chân trước nè. Rồi cần số nè, lò xo chống đứng, chống ngang, cốt tán đồ này kia đầy đủ hết, nhôm xin dĩa gấp sau. Cặp phục sau thì lên hàng đồ chơi nha các bạn, đây là cặp phục sau này. Đấy, y tế đấy. Rồi cặp te chế. Đấy, biển số thì mình phục hồi, mình đóng khung inox lại thôi. Đèn hậu sau là cũng thay nè. Đặc biệt là cái dàn áo mình sơn màu xanh, phối dí xám, lông chuột, một bộ tem quay hết, rất là sáng, dàn áo rất là đẹp. Dàn chân nữa, đặc biệt hơn nữa thì dàn trước như các bạn thấy là từ cốc km cho đến dây ga, ống ga, đặng canh, cốt tán, ống chỉ là đều thay mới hết luôn. Câm thì câm rơm ABS-E là cực kỳ sáng luôn các bạn. Niềng hình nào thái nè, vỏ gột là đi Diamond, mắc xích á, rất là ok, full mới luôn mà. Đấy. Cặp phục trước này mình cũng thay nha, chứ không phải là phục cũ sơn này đâu. Rồi lên dàn đĩa trước luôn các bạn. Heo dây dầu zin nè, tay thẳng zin. Bao tay. Xi nhan cũng thay mới luôn nè. Đặc biệt hơn là bộ chỗ đèn pha. Thì lên cái chỗ đèn LED 2 tầng chính hãng của Vinfast nha các bạn, lên hàng chính hãng nha. Full cái dàn điện bên trong cũng như là sườn đồ sơn sạch sẽ hết á. Thì thay full là cái dàn điện bên trong, từng nút con tắc luôn các bạn, ổ khóa luôn. Mới hết tất tần tật. Dàn điện, đồng hồ luôn, thay mới zin luôn. Quay GS luôn, cái ba ga inox luôn. Cái yên sau cũng thay luôn nè, quay yên thay luôn nè. Đấy, nói chung con này là không có cái món nào trên xe là không ok hết, bảo đảm ổn hết luôn. Từ cái sườn mà mình còn sơn lại thì các bạn biết rồi, từng con ốc luôn mà. Canh từng cục canh luôn nè. Đấy, bát rồi thắng đũa, thắng lò xo, cây bô sáng long lanh luôn, cây bô quay luôn đấy. Gắt máy nè. Ok. Rồi tổng thể con xe quay này mình dọn là mình dọn full. Nó mới từ cái bình xăng luôn các bạn, chứ không phải đơn giản đâu. Từ cái quay yên, cái nắp xăng luôn ấy. Rồi. Rất là tiếc, sau khi mình dọn xong thì em trai ấy kẹt tiền không có lại nhận xe. Con xe này dọn thì như anh em biết là một con xe mà mục nát ve chai mà để gãi ra toàn bộ á, mà sơn phết rồi tân trang dọn lên như thế này, mới như thế này á. Một con xe Ken như thế này thì không hề đơn giản đâu. Một cái cục máy thôi các bạn, làm lên toàn bộ tất tần tật từ đầu lòng nào nó không là thở máy làm cũng hết vằn vặt mấy ngày trời luôn mới được một cái cục máy là ngon xịn sò cho cái con xe Trung Quốc đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Ok, tuy nhiên thì mỗi người một hoàn cảnh, và đây cũng là một cái nỗi lòng của anh em thợ làm xe thôi, cái chuyện rất là bình thường. Rồi, anh em nào mà quý mến thân tình thì có thể liên hệ trực tiếp, số điện thoại là 0 3578 02017, số điện thoại của mình luôn đó, số điện thoại đó cũng là của Zalo luôn. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp để mà ghi cái con này về ha, mình sẽ thanh lý bán lại cho các bạn một cái giá hữu nghị thôi.